Bắt nó kìa, what the fuck. Trời ơi, mẹ cò thì không bắt, đi bắt cuốc bèo chịu đấy này, chết tao à, toang thật, phải vô bắt cò chứ. What the fuck? Anh chấm hỏi em luôn ấy. Không được, không được, không được, không được. Vào tìm ngay con cỏ. Này đầm nhiều quá rồi, sợ giờ cỏ nó sợ. Ồ, che rồi, nó thấy con chuột rồi. Ui, mày thế. Hơi. Nào thôi. Thôi 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 thôi. Địt mẹ lại rắn nữa. À, hổ chó, hổ chó. Hổ chó, hổ chó anh em ạ. Hổ chó. Hổ chó anh em nhá. À, con hổ chó này. À, biết một lần nào ra đây cũng phải rắn với chuột. Rồi nó thấy cái gì rồi anh em ạ? Không biết là nó thấy cái gì luôn, mình còn chưa kịp thấy nữa cơ. Nó tính mình cầm dây, chim không bao giờ chắc. Gì á? Thấy cái gì á? Thấy cái gì luôn, kệ nó đi. Hơi. Má con cúc bèo kìa.